to stay here with you under sunny skies, looking in your big brown eyes. Time goes by, but my heart stays true, and every smile you give, your love it shines right through. Make it last, make it last. I'll take my time and make it last. Coming fast, I'll fight it off to make this last. Everybody seems to think that all good things come to an end, but I won't fall for that, oh no. Forever you will be my friend, and no one else can make me feel the way you without effort do. I love you. So I'll make it last, make it last. Present becomes the past. I'll do my best to make it last. I'll make it last, I'll make it last. Whatever it takes, I'll make it last. And though the future's coming fast, I'll fight it off to make this last.
người cầm mô đăng và năm người đẩy. Rất nhanh, nhân liệu từ tới là có đúng vào vị trí không ạ? Và xin được chúc mừng anh.
Kính thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Robert Chi, là giám đốc vật tư và logistics của công ty Nissan Việt Nam. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Alan Leon, là giám đốc marketing nhà máy Nissan Việt Nam. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông SD Leon, là trưởng phòng quản lý kinh doanh khu vực miền Nam Việt Nam. Và cái thứ Hu Chen Hang là tổng giám đốc của Nissan Việt Nam. Và tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Mr. Lê Kim Hòa. Tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Mr. Robert Chi. Những quý vị tại đây, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị nâng ly với những quý vị khách hàng thân yêu để có thể trong ngày hôm nay cùng có những khoảnh khắc chia vui cho sự kiện thành công tốt đẹp đến từ Israel của Nissan. Và ngay bây giờ, một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị. Ly đâu quý vị ơi, hãy cùng nâng ly lên nào. Xin mời quý vị hãy cùng nâng ly lên ạ. Và quý vị ơi, hãy cùng thanh nhã hô thật to. Mời đại diện từ ban lãnh đạo tiến lên sân khấu, đó chính là Mr. Allen. Xin được trân trọng kính mời Mr. Allen. Và ngay bây giờ, xin mời tất cả quý vị. Anh Lâm Văn Thọ nhận được giải thưởng.